Rồi, bây giờ nó chào bác nha. Em lên một con máy một, nhưng mà đã bán được qua đến con thứ hai. Đó là một bác đã tin tưởng cái kênh bên em ở Bình Định nha. Thì phải đến 10 anh hỏi con kia luôn. Nhưng cuối cùng có một anh ở Yên Bái chốt con đây. Thì có một bác cũng hỏi em ơi còn không? Thì em kêu em còn một con nữa. Thì đây là con của bác nha. Đấy. Hai em, thì con kia loại ra đi. Con kia khách cọc rồi thì em không nói. Giờ em còn con này. Thì con này anh khách cũng cọc em 200 rồi. Thì kêu em review lên cho bác coi. Thì review. Đấy, không có gì phải ngại ngùng cả. Bô này. Còn đẹp nhá. Mọi cái còn đẹp. Máy bao rin nha. Máy rin đẹp đẹp luôn thấy không? Rất là đẹp. Con kia bong chóc chút. Đấy. Mà hai con này chất máy như nhau. Đấy. Chất máy là như nhau. Đồ đạc là như nhau. Bao ngon luôn. Bao phê luôn. Con này mới hơn được chút. Đẹp nhá. Cần. Rồi, ok, không nói gì nhiều. Hơi này. Đó, hơi ạ. Đó. Nổ nha. Tắt nha. Đây. Ga. Máy luôn đâu. Vậy chứ. Rồi ok, coi như xong. Đó, bác này cọc tiền rồi. Bên em mới test lên đây này. Rồi ok bác nha. Rồi cảm ơn bác. Ở Bình Định thì cái từ bên em gửi đến tận nhà cho. Và em nhắc nốt hai anh khách này, đơn nặng vậy, chia làm hai đơn, đơn máy đơn cần. Đó, bên em đang chuẩn bị đóng thùng này. Đơn máy và đơn cần bên em sẽ ngắt ra. Giá đó bên em bao ship tận nhà, không phải lo lắng điều gì hết. Mấy bác về đúng không? Chịu khó ráp bốn con ốc này lại là xài thôi. Rồi ok nha.